Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của SAN TV. Chương trình tối hôm nay, ngày 18 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Sau lũ virus ăn thịt người Whitmore bùng phát, tên cướp giật bị hai cô gái 18 tuổi truy đuổi quyết liệt ép ngã xe. Vụ bắt cóc chết người nghi vấn do gia đình nạn nhân phản đối hôn nhân của con gái. Giải cứu Vietnam Airlines do Covid-19. Huawei bán thương hiệu điện thoại giá rẻ. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, bệnh Whitmore bùng phát ở miền Trung do mưa lũ. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, một chủ tịch xã ở Quảng Bình đã tử vong do nhiễm khuẩn bệnh Whitmore trong những ngày chống bão lũ. Hiện tại chưa có vaccine phòng bệnh, người dân cần lưu ý. Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận gần 30 bệnh nhân Whitmore trong 1 tháng rưỡi qua, trong khi 9 tháng đầu năm chỉ có 11 ca. Trong đó 50% bệnh nhân đến từ các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị, 50% bệnh nhân quê ở Thừa Thiên Huế. Nhiều người nhập viện ở giai đoạn muộn, bị nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Quá trình điều trị do đó khó khăn, chi phí điều trị cao, song kết quả không khả quan. Vi khuẩn gây Whitmore được tìm thấy trong đất, nước bẩn, đồng ruộng và các vùng nước tù động, xâm nhập cơ thể chủ yếu qua những vị trí da bị xây xước hoặc qua vết thương. Tại chỗ xâm nhập, khuẩn này tạo thành các mụn mủ to nhỏ tùy theo mức độ, đôi khi là một ổ áp xe lớn. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sẽ diễn tiến trầm trọng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, có thể tử vong. Hôm 12 tháng 11, một chủ tịch xã ở Quảng Bình đã tử vong do nhiễm khuẩn bệnh Whitmore trong những ngày chống bão lũ. Hiện tại chưa có vaccine phòng bệnh. Trong lúc trốn lệnh truy nã về tội giao cấu với trẻ em, thì thanh niên 26 tuổi tiếp tục đi cướp giật tài sản và bị hai cô gái 18 tuổi truy đuổi quyết liệt ép ngã xe. Thanh niên này sau đó đã bị lực lượng công an tóm gọn. Ngày 18 tháng 11, Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cho hay hiện đang tạm giữ Huỳnh Văn Việt 26 tuổi để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Công an cho hay Việt cũng đang bị Công an huyện Chợ Gạo truy nã về tội giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Theo đó, gần 9 giờ tối hôm qua, khi chị AT đang chở chị KT cùng 18 tuổi đến giao lộ Lê Văn Phẩm và Lý Thường Kiệt thì bị Việt ép xe giật túi xách, tẩu thoát về hướng nội ô thành phố. Lúc này chị AT đuổi theo Việt, đồng thời truy hô báo cướp. Đến giao lộ Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo, chị đuổi kịp Việt, liền ép xe tên cướp làm cả hai xe cùng té ngã. Việt lúc này bỏ xe chạy bộ thoát thân thì bị tổ cảnh sát hình sự tuần tra mật phục của Công an thành phố Mỹ Tho truy đuổi, bắt giữ. Sau khi ép ngã xe tên cướp giật, hai cô gái cũng bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thưa quý vị, vụ người chồng đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, nghi vấn ban đầu là do gia đình của nạn nhân không chấp nhận cuộc hôn nhân của con gái. Trưa hai hôm trước, 6 người đàn ông mang theo bình xịt hơi cay, roi điện, gậy sắt đi ô tô 7 chỗ từ Bà Rịa Vũng Tàu đến quán cà phê của vợ chồng Giao, 30 tuổi và Thúy Hằng, 29 tuổi. Họ xông vào xịt hơi cay, kéo chị Hằng lên ô tô. Thấy vậy, Giao cầm chĩa sắt dài khoảng 1,5 m dùng để lột trái dừa khô, lao vào cứu vợ, đâm một thanh niên tử vong và hai người khác bị thương. Sau đó Giao đến công an đầu thú. Người dân khu vực khá rành về vợ chồng Giao, họ được đánh giá là chịu khó làm ăn, không mất lòng xóm giềng. Người đàn ông này từng có tiền án về tội cướp tài sản, mới ra tù 2 năm trước và bắt đầu tu chí làm ăn, hàng ngày chở bia và nước ngọt bán cho người dân trong vùng. Tuy nhiên, mối tình này không được gia đình Hằng chấp nhận. Vài tháng trước, đám cưới hai người không có sự hiện diện của nhà gái. Một người hàng xóm cho biết, đọc báo thấy nói rằng nhóm người lần này do mẹ Hằng kêu đến bắt con gái về. Nhưng chúng tôi nghi ngờ sự việc không chỉ do ngăn cấm chuyện hôn nhân mà có khả năng liên quan đến tài sản, tiền bạc. Phó Giám đốc Công an Vĩnh Long cho biết, trong nhóm bắt cóc cũng có em ruột Hằng, 21 tuổi. Cơ quan điều tra cũng phải làm việc với mẹ của Hằng để làm rõ động cơ. Bước đầu cho thấy gia đình chị Hằng không muốn con gái sống chung với Giao nên thuê người bắt đưa về. Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của chính phủ về các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chiều hôm qua, Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó, cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá 2 lần cho tổ chức tín dụng, không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, để cho Vietnam Airlines vay bổ sung với vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng quy định luật chứng khoán. Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thay mặt chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua. Đồng thời cho phép xác định việc đầu tư nêu trên thuộc dự án nhóm A, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát để việc tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định. Thưa quý vị, hôm qua tập đoàn Huawei của Trung Quốc thông báo đã bán dòng điện thoại giá rẻ Honor cho liên doanh trong nước để giữ cho thương hiệu này tồn tại trong bối cảnh chịu nhiều áp lực vì lệnh cấm vận từ Mỹ. Honor được bán cho liên doanh 40 công ty, bao gồm đại lý, nhà phân phối cùng doanh nghiệp khác, vốn phụ thuộc vào sự tồn tại của thương hiệu này. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp phụ thuộc Honor vượt qua giai đoạn khó khăn. Huawei đồng thời cho biết mảng kinh doanh tiêu dùng chịu áp lực rất lớn vì không thể mua linh kiện giữa lúc Mỹ muốn loại tập đoàn này khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Động thái bán Honor được cho là nhằm tránh lệnh cấm vận của Mỹ. Theo đó, Honor là dòng sản phẩm chủ yếu nhắm đến người trẻ hoặc khách hàng nhạy cảm về giá, đóng góp doanh số hơn 70 triệu điện thoại hàng năm cho tổng doanh số chung của Huawei. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin cuối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh SAN TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!